Bé gái khóc lóc thảm thương khi biết chú gà mình nuôi đã bị thịt. Một lúc sau thì đánh chén ngon lành làm ai cũng cảm lạnh. Mới đây một bé gái người Trung Quốc đã hốt hoảng khóc lóc rồi lục tìm khắp nơi khi không thấy con gà mà mình nuôi ở đâu. Cho đến khi thấy người nhà bưng dĩa thịt gà từ bếp đi lên thì cô bé đã rất sốc, vì em biết rằng cái con vật mà mình xem là thú cưng ấy đã bị chính bố mẹ làm thịt. Trước sự thật mất lòng này, bé gái đã khóc to hơn, khuôn mặt như thể sụp đổ cùng biểu cảm cực kỳ giận dỗi khi người nhà đã lén lút làm thịt chú gà của em. Tuy nhiên, sau một hồi vừa đi lòng vòng vừa khóc vì thương tiếc cho chú gà, bé gái đã tiến đến chiếc bàn rồi tiện tay bứt một miếng thịt trên dĩa cho vào miệng, vừa ăn vừa méo máu: "Gà của con mà." Miếng thứ nhất rồi đến miếng thứ hai, dường như bắt đầu cảm nhận được vị ngon của những miếng thịt gà, cô gái nhỏ không những không ngừng khóc mà còn bật cười thích thú, ăn lấy ăn để, quay xe 180 độ so với lúc người mẹ mới bưng dĩa thịt ra. Đoạn clip của cô bé sau khi được phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng viral. Đa phần đều bật cười trước câu chuyện cảm lạnh giữa tình bạn của cô gái nhỏ và chú gà xấu số. Bên dưới là một số bình luận mà dân tình đã để lại: "Giận thì giận nhưng tay vẫn cầm miếng thịt gà lên ăn. Hồn con gà mà nhìn thấy cô chủ vậy chắc nó buồn lắm đó." Đúng là lòng người thật khó đoán. Mới phút trước cảm động bao nhiêu thì phút sau cảm lạnh bấy nhiêu. Đứa bé kiểu mất thì buồn thật đó, nhưng công nhận ăn vào thì ngon. Y hệt đứa em mình hồi xưa, bố mẹ thịt con gà của nó xong, nó khóc lu bu, giận cả nhà luôn. Nhưng khác cái là nó không ăn thịt con gà đó giống bé này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.